Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em có quay cho anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Camry sản xuất năm 2008. Thì mẫu xe này trong buổi tối ngày hôm qua thì em có quay cho anh chị qua rồi, nhưng mà lúc đấy xe chưa dọn chưa rửa gì. Thì mẫu xe này thì em vừa rửa vừa dọn nội thất xong thì trong buổi tối ngày hôm nay thì có quay cho anh chị và các bạn luôn đây ạ. 2008 anh chị nhé, xe phiên bản số tự động 2.4. Đấy, một cái dòng xe thì với cái dòng 2.4 này thì mức tiêu nhiên liệu của nó cũng tương đối hợp lý đối với phiên bản này thôi. Đấy, 2008 form đẹp rồi. Và mẫu xe này hiện tại có giá công khai tại salon ô tô số 1 Kinh Môn là 415 triệu anh chị các bạn nhé. Đấy, anh chị các bạn nào cần một cái mẫu xe đi ăn chắc mặc bền như cái dòng Camry này, form mới 2008 chạy chất rồi thì alo cho em, số điện thoại của em là 0829777777 nhé. Đấy, Camry này anh chị nhỉ. Đối với cái dòng này nó có đèn bi này, trang bị đèn bi chạy rất sáng luôn nhé. Xe thì hoàn toàn là không đông ba và quyền gì đâu anh chị nhé. Đấy, quay cho anh chị bản chi tiết đây. Đấy, xe rất đẹp. Đấy, những chi tiết của xe này liền lạc luôn anh chị nhé. Đối với cái dòng Camry này thì với phiên bản 2.4 và đời 2008 này thì nó rất đẹp rồi. Cái đời này thì anh chị các bạn có thể chạy đến 5-10 năm nữa không lo vấn đề là lỗi mốt, cũng không lo về vấn đề lạc hậu cả. Riêng đối với dòng Camry thì nó là một cái dòng xe khá là bền bỉ, khá là lành máy rồi. Trong thời gian vừa qua thì đối với Camry thì bên em bán rất nhiều, nhưng những cái dòng 2008 này thì mua được cũng không nhiều trên thị trường. Và với cái giá tiền bên em đang bán là 415 triệu, một mức giá rất hợp lý cho anh chị và các bạn. Đấy, những cái chi tiết của Camry đây, hôm qua thì nó chưa rửa, chưa dọn gì, nó hơi bẩn một chút. Nhưng hôm nay thì anh chị nhìn đây ạ, quay dọn khi dọn rửa rồi cho anh chị các bạn nhé. Đấy, là anh chị nhìn đây. Đấy, xe rất đẹp, liền lạc luôn anh chị nhé. À, ghế da của nó đây, ghế điện đầy đủ hết nha anh chị nhé. Nè, ghế điện này. Đấy, à, đấy, ghế điện đây. Đấy, đối với dòng Camry thì phanh đây là hệ thống phanh tay này. Phanh tay nằm ở dưới đây nha anh chị nhé. Cần đạp anh chị, cần đạp như này nè. Đây là phanh tay này, đấy, đạp xuống một phát và đạp này, đấy là hết phanh tay nhé. Bản 2.4, xe đẹp, nhưng con này về anh chị chỉ sẵn dùng thôi. Đấy, không phải làm bất cứ gì cả. Đấy, hai cái màn hình phía sau này thì không biết, em cũng chưa kiểm tra, không biết nó còn sống hay không. Nhưng mà cứ đánh giá là màn hình mình sẽ phải đấu lại dây đi. Màn hình thì chắc là nó không ảnh hưởng gì, nó không chết được đâu. Đấy, xe rất đẹp luôn. À, hai màn hình phía sau 2008, đây quay cho anh chị các bạn nhìn tổng thành chi tiết như này. Với cái dòng Camry này thì chạy nó rất sướng, riêng đối với dòng Camry này thì chạy rất sướng luôn anh chị nhé. Đấy, bản này hôm qua em đóng cao tốc là 120, hôm qua em có quay video cho anh chị các bạn đấy, tầm 120 cây. Đấy, đi trên cao tốc vòng tua là 2.200, rất là hợp lý và cũng rất đặt tiêu chuẩn luôn. Đấy, chạy sướng lắm. Với tầm tiền hơn 415 triệu, chạy Camry như này thì ra nó là cái dòng nồi lồng cuối đá rồi. Đấy, rất đẹp, rất đẹp. Những cái này thì nó mài mài, ở dòng Camry thì đa phần là những phần nhựa nó hay bị mài mòn một chút, cái đấy không tránh được. Đấy, còn các chi tiết của xe thì anh chị nhìn đây. Đấy, quay bằng đèn led rõ như này thì nó sẽ rất rõ những cái chi tiết của xe. Vì vậy là có xe đẹp hay không thì anh chị các bạn nhìn những cái đường nét chi tiết này ra ngay này. Đấy, nhưng đối với dòng Camry nó là cái dòng xe phải nói là đánh giá là đẹp rồi. Đấy, trần nỉ nguyên bản này. Đấy, Camry thì nó là mỹ mãn rồi. Nó thật như anh chị mới bỏ loanh quanh tầm 400 triệu lấy những dòng Camry này chạy nó là quá đẳng cấp. Không lo cái vấn đề là chi phí sửa chữa gì cả. Camry thì nó lành, nên dòng Camry nó lành. Đây anh chị nhìn 2008 form mới, ở cái phần đèn hậu nó khác hoàn toàn này. Chị nhìn 2007, 2008 nó cùng form. Đấy, đây này, phần đèn hậu khác mà nó đẹp hơn nhiều. Đấy, phần đèn hậu của xe này. Đấy, có màn hình camera đủ đầy đủ hết rồi nhé. Cái màn hình này, cái dòng này là màn hình nguyên bản luôn. Đấy, la răng của nó này anh chị nhìn đây, la răng nó còn bóng cườm như này không mà. Đấy, nó dạn dạn tí rồi, còn la răng con này nó đẹp thực sự luôn. Đấy, la răng nó mịn hết này, nó không bị xước sát đâu. Đấy, không đánh giá con la răng, con này là la răng khá đẹp, không bị xước sát gì cả. Và đây là cái dòng Camry này, cái phần gầm bệ này, cái phần này là lỉ nhé, ở trong nhựa, vì vậy là nó rất là không mục mọt gì đâu. Đấy anh chị nhé, đây là cái lỉ sơn xi đẹp, xe dặn dùng không phải làm gì cả. Cái phần đèn đó này, các mép đèn pha đèn này, xe nó không va quyệt gì cả, mép đèn pha đèn nó nguyên zin luôn anh chị nhé. Đấy, cảm biến phía sau này. Đấy, xe nó đẹp lắm. Nhưng đối với dòng Camry thì lấy những dòng xe này chạy thì anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm. Cái phần tắp ni của nó này, anh chị nhìn đây. Đấy, phát tắp ni của nó này, liền lạc này. Đấy, tay nắm khóa cửa này, em quay như này anh chị các bạn có thể hoàn toàn phát hiện được xe đẹp hay xấu ngay, không giấu được. Bởi vì quay thực tế bằng cái đèn led nó soi vào nó nét lắm. Cái ghế da của nó này, ghế da còn rất đẹp anh chị nhé. Hoàn toàn là không phải là
bỏ thêm cái chi phí gì sửa chữa cả đối với dòng Cummins gì cả. Đây cảm biến này, cái này để đóng mở đèn này, anh chị ấn vào đây, nhưng khi đóng cửa vào nó sập nó sẽ tự đèn tắt đấy. Cái phần này nó vẫn hoạt động tốt này. Đấy, xe khá là ổn định vì chất lượng này. Ghế điện hai bên này đấy, êm ru luôn anh chị nhé. Đấy, ghế điện này êm ru và ghế da còn rất đẹp. Ngả điện nhé, đấy vẫn hoạt động tốt. Về tần số này anh chị nhìn đây, cái dòng này thì nó thiết kế cái phần yên ngựa rất đẹp, tương đối với cái dòng Cummins này thiết kế phần yên ngựa rất đẹp luôn đấy. Chi tiết của xe này, cốp này đấy. Còn liền nạc anh chị nhìn cốp của nó lỉ nhé, cốp trong lỉ này đấy, nguyên bản các hốc các thứ để đồ này. Đấy, riêng nhựa Cummins thì anh chị nhìn đây, những chi tiết nhựa Cummins này đấy đẹp, riêng nhựa Cummins nó là đẳng cấp một cái như vậy, đến chạy cả chục năm cái phần nhựa của nó vẫn còn nguyên si luôn. Những cái chi tiết phím bấm này, tay nắm mở cửa này, đấy anh chị nhìn đây, nó còn liền nạc. Sơn si dòng này thì nó tích hợp xi nhan gương này, la răng của xe rất đẹp luôn anh chị nhé. Đấy, đây phần đèn bi này sáng lắm. Đây là cái phần tổng hành chi tiết về cái đầu xe của mẫu xe Toyota Cummins đây. Đấy, đây phần đầu xe chi tiết của dòng Toyota Cummins rất đẹp. Đấy, đây cái phần nội thất em quay cho anh chị các bạn, đóng cửa và quay cho anh chị các bạn tổng hành chi tiết xe để cho anh chị các bạn xem. Đấy, xe thì nội thất là khá đẹp rồi nhé, nội thất các thứ là chi tiết của xe này anh chị nhìn này. Đấy, rất đẹp. Cummins nó phải như này thì chạy nó mới chất. Bỏ tiền ra mua những con Toyota Cummins thì chạy nó mới yên tâm được. Đấy, quay lại cho anh chị các bạn tổng thành chi tiết về cái mẫu xe Toyota Cummins này. Sản xuất năm 2008. Tư nhân biển Hà Nội. Con này thì hôm qua em mua của chính chủ biển Hà Nội luôn. Anh ấy mua lại năm 2016. Đấy, nhà cũng rất là nhiều xe, đăng ký lại năm 2016. Rất là nhiều xe, và hôm qua thì anh ấy không dùng đến con xe này nữa thì em mua được cái mẫu xe này. Đấy, xe rất đẹp, 2008 bản 2.4G số tự động. Xe chạy chất anh chị nhé. Giá thành rất hợp lý cho chị các bạn thôi, chỉ có 415 triệu thôi. Đấy, anh chị các bạn nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo sớm cho em Dương. Số điện thoại của em là 0829777777. Đấy, và sẽ cho anh chị các bạn xem về cái phần này, chi tiết khoang máy của mẫu xe Toyota Cummins này. Cummins là một cái dòng xe là khá là ok về cái chất lượng rồi. Đấy, máy 2.4 nó chỉ có 4 máy thôi. Nên đối với dòng bản 2.4 nó chỉ có 4 máy thôi. Nên vì vậy là mức tiêu hao nhiên liệu của nó hợp lý. Đấy, xăng ăn ít. Anh chị đi những dòng xe này nó hợp lý cho gia đình. Đấy, nó không phải là bản 3.0, bản này nó chỉ có 2.4 thôi. Đấy, tất cả chi tiết của xe nó còn liền này, và xe hoàn toàn là không qua quyền gì cả, đâm va gì đâu. Đấy, xước xát thì không thể tránh được, nhưng mà đâm va thì không có. Máy móc của dòng Toyota Cummins thì em nổ cho anh chị các bạn xem luôn. Máy móc nổ cực êm luôn. Nhưng đối với dòng Cummins là máy nổ cực êm luôn anh chị nhé. Đây, nổ máy cho anh chị các bạn luôn. Để cái mẫu xe Toyota Cummins đây. Đây, máy Cummins đã nổ. Thì dòng Cummins này nổ máy nó êm lắm, nó không như những cái dòng khác. Cummins rồi Vios nổ máy rất êm. Đấy, lần này nó chạy 4 máy thôi, nên vì vậy mức tiêu hao nhiên liệu của nó hợp lý cực kỳ cho anh chị các bạn luôn. Riêng đối với dòng này thì chạy 4 máy là rất hợp lý về cái mức tiêu hao nhiên liệu rồi, và giá thành như vậy là khá ổn định với một mẫu xe Toyota Cummins. Đấy, máy cho nổ đây chị nhé. Đấy. Đấy, máy nổ êm, với cái dòng này máy nổ êm không có tiếng động lạ, nổ không bị rung giật là máy ngon rồi. Đấy. Quay lại cho anh chị các bạn tổng thành chi tiết về mẫu xe Toyota Cummins sản xuất năm 2008 đây, với cái giá tiền cho anh chị các bạn chỉ có 415 triệu thôi. Anh chị các bạn nào quan tâm thì alo sớm cho em Dương nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh chị các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé.